dấu hiệu cho biết mẹ bầu mắc COVID-19. Tránh lây nhiễm SARS-CoV-2 là ưu tiên hàng đầu của phụ nữ mang thai. Nhưng nếu không may bạn nhiễm phải loại virus này, hãy ghi nhớ những việc cần làm để giảm tối đa nguy cơ biến chứng sức khỏe cho bản thân và thai nhi. 1. Dấu hiệu cho biết mẹ bầu mắc COVID-19. Thời gian ủ bệnh COVID-19 là từ 2 đến 14 ngày, trung bình 5 đến 7 ngày. Các dấu hiệu khởi phát bệnh bao gồm sốt và lạnh người, viêm họng, ho khan hoặc ho có đờm, khó thở, hơi thở ngắn, thở gấp, mệt mỏi, đau cơ, nhức mỏi toàn thân, đau đầu, mất vị giác hay khứu giác, nghẹt mũi, sổ mũi, nôn, cảm giác buồn nôn, tiêu chảy. 2. Bà bầu mắc COVID có nguy hiểm không? Phụ nữ mang thai khỏe mạnh khi mắc COVID-19 tăng nguy cơ sinh non, thai chậm phát triển, thai lưu, thường xảy ra ở giai đoạn sớm trong những tuần đầu hoặc 3 tháng đầu thai kỳ. Trong quá trình điều trị, tùy thuộc vào tuổi thai và tình trạng sức khỏe của thai phụ, các bác sĩ sản khoa sẽ hội chẩn cùng bác sĩ chuyên khoa nội, hồi sức để có hướng điều trị thích hợp. Những phụ nữ mang thai có các bệnh lý, đái tháo đường thai kỳ, tăng huyết áp mới xuất hiện trong thai kỳ hoặc có sẵn trước đó, nếu nhiễm COVID-19 thì tăng nguy cơ nhập viện, tăng nguy cơ bệnh chuyển nặng. Vì vậy, sẽ tăng nguy cơ sinh non, thai chết lưu. Tùy thuộc vào tình trạng hô hấp và các chức năng sống của mẹ và tuổi thai, bác sĩ sẽ cân nhắc chấm dứt thai kỳ trước ngày dự sinh hay không. Nếu xuất hiện triệu chứng sốt 38 độ C trở lên, ho, mất khứu giác, khó thở, tức ngực, thai phụ cần báo ngay cho cơ sở y tế địa phương hoặc liên lạc với bác sĩ khám thai cho mình. Điều quan trọng là các thai phụ cần giữ tâm lý bình tĩnh, không hoảng loạn bởi nhiều bệnh cũng gây ra các triệu chứng tương tự, ví dụ như viêm họng, cúm.